Xin mến chào quý vị. Hôm nay Tấm Cúc mời quý vị nghe Cúc kể hai mẫu chuyện nha quý vị. Thì hôm nay em muốn kể một cái mẫu chuyện hài vui và một mẫu chuyện để cho mình suy ngẫm rất là hay và rất là thực tế trong cuộc sống này. Thì em mời quý vị nán lại vài phút để nghe Cúc kể và chia sẻ với quý vị những cái mẫu chuyện nó hay, nó có ý nghĩa trong cái đời sống và nó có cái thực tế áp dụng vô đời sống mình luôn. Thì Cúc muốn gửi đến cho quý vị cùng em có những phút giây thư giãn nha. Rất vui được quý vị ủng hộ cho kênh của Tâm Cúc. Em rất là may mắn và yêu thương quý vị rất là nhiều. Thì hôm nay cái mẫu chuyện đầu tiên là hài hài cho vui nha quý vị. Thì nói về một cái quán nhậu này, thì ở xã hội mà hay có quán nhậu đó, thì những cái quán mà kiểu như là quán bán về chiều tối với đêm đó quý vị, thì quán nhậu đó, thì ở đây là có một cái quán nhậu này ha, là chiều đông khách lắm quý vị ơi, đông lắm luôn. Chiều cũng giống như mình kiểu như mình ăn uống ở cái quán nào hình như mình quen á, mình hay cái loại ngay đó thì cái quán này như vậy đó, đông quá trời đông đi, cho nên là chiều hì hì ngồi, mà trong khi những cái quán khác á thì lại vắng vắng khách lắm luôn, cho nên là làm ăn thì có cái sự cạnh tranh đó, thì có người ghét, giống như quán này đông quá đi cho nên là có người ghét. Thì không biết ai đó mà thuê thuê ba cái người mà người ta gọi là, hay là nói là giống như bảo kê cho quán, hay là giang hồ nói nôm na là như vậy đó. Thì những người mà hay có là về những cái bảo kê, hay là những cái mà gọi là như em vừa nói là giang hồ đó, thì người ta hay có cái kiểu mà xăm mình đó quý vị, xăm lên người hình con này con kia rồi đó, nhìn cho nó ngầu quá à. À vậy ha. Thì trong cái quán này buôn bán bình thường hì hì đó, xong cái chiều hôm đó cái tự nhiên xuất hiện ba chàng trai, ba chàng trai là coi như xăm mình nha quý vị, xăm ba con đại bàng chà bá trên ngực không nè nha, chim đại bàng á, lỡ tới là bắt đầu là phạch áo rồi nè đó. Vô quán này kiếm chuyện mà, kiếm chuyện nó gây ra cho khách sở khách đứng lại mà, cho nên là dằn mâm vỗ bàn bùng bùng, chủ quán đâu vỗ bàn kêu cái này kêu kia sùm hết trơn ha, làm mấy nạt nộ rồi ha, nhân viên rồi nạt dữ lắm luôn nha đó. Mà giặt áo ra đang cho thấy ba con đại bàng ăn trước của ba ông bên này, thì lúc này la sùm ổi lên trơn đó. Cái bắt đầu bà chủ quán của cái quán nè, bà tự ở trong nhà bà đi ra, bà trong nhà bà đi ra bà nói mấy cậu làm gì đó, mấy cậu cần gì, ở đây là quán của tôi, nếu mà mấy cậu lại á, mà mấy cậu muốn ăn uống á, thì mấy cậu tôi mời mấy cậu ngồi xuống bàn, có nhân viên của tôi phục vụ cho mấy cậu ha, còn nếu mấy cậu muốn quậy phá ở quán tôi á thì xin lỗi, tôi mời mấy cậu nhìn thẳng xuống dưới cái chỗ cái nhà bếp, cái chỗ rửa chén của tôi đó, tôi mời ba cậu nhìn thẳng xuống dưới đó một cái đi, ba cậu nhìn thấy gì không, hai con cọp nó đứng nó rửa chén cho quán tôi đó, mấy cậu thấy không, cọp mà còn rửa chén cho quán tôi đó, đừng nói mấy con đại bàng nha mấy cậu nhìn đi, nhìn xuống dưới đi đó, thấy không, thấy mấy con cọp không, hai con cọp đứng rửa chén không. Thì mấy ông này ông nhìn xuống thấy trời ơi, mấy người mà xăm hình cọp trên người đứng rửa chén dưới thiệt quý vị xăm hình cọp đứng rửa chén ở dưới, và chủ này mới nói mà quên cái nữa, quán tôi còn thiếu mấy đại bàng để mà kỳ toilet, rửa vệ sinh kỳ toilet, mấy cậu muốn không? Nghe nói này mấy ông mà xăm đại bàng hết hồn, đứng lên mặt tái mét, đứng lên lẳng lặng bỏ đi luôn đó là cái này ta hay cái nói là núi này cao còn núi khác cao hơn, vỏ quýt dày luôn luôn có móng tay nhọn nha quý vị. Đó là vô cái chủ đề như vậy, đôi khi là người ta nói là thấy xăm mình cái người ta nói là hùng hào đồ lên dữ lắm ha, giống như là cho người khác sợ, nhưng mà thật sự có những người xăm mình đó mà người ta hiện khô qua, có những người xăm để cho giống như là trang trí, để cho làm cho nó có cái gì đó nó hơi ngầu ngầu trên cơ thể mình là lạ ăn tí, chứ thật sự người ta rất là hiền, chứ không phải là ai xăm mình cũng là dữ đâu, nhiều người xăm mình hiền khô, còn nhiều người thật sự đôi khi không có xăm hình nào chứ, nhưng mà bên trong là người ta là một cái con hổ đang ngủ mê đó quý vị, con hổ đang nằm ngủ đụng tới luôn phục mình liền chứ phải chơi đó đó nha. Thì có ai coi chuyện này cũng muốn kể cái vui vui về cái đời sống ở ngoài, là chuyện quán xá là có đó nha quý vị. Em là người từng kinh doanh buôn bán mà em cũng có đôi chút cũng hơi hơi biết biết
Thì qua cái đó thì em xin phép với là quý vị, em sẽ kể tiếp một cái mẫu chuyện này nghe quý vị. Cái mẫu chuyện này rất là hay, rất là tâm đắc, tại vì nó nói lên một cái gì đó, một cái gọi là cái duyên nợ gì đó. Thường thường người ta nói là ghét của nào trời sẽ trao của nấy quý vị. Cái câu này hình như là nói tới nói lui là ta nó nghe không sai. Thì đây cái mẫu chuyện này em muốn gửi đến quý vị là vì sao mà em nói là ghét của nào trời trao của nấy, là như thế này. Có một cái anh chàng này ha, một cái anh chàng này ảnh lái xe trên đường anh đi làm, ảnh lái xe trên đường đi làm thì hôm nay anh lái xe anh đi thì vô tình sao mà ảnh tông trúng cái một cái cậu bé mà mới có 7 tuổi, tông trúng cái cậu bé này thì cái cậu bé này té xuống, cho nên là cái chân của cậu bé này nó bị thương, bị gãy chân cái cậu bé này 7 tuổi này luôn đó. Mà là chớ chơi một cái là cái cậu bé này là con một của một gia đình này, mà một cái gia đình này là cái chị mẹ của cái cậu bé này nè là chồng mới mất con năm, là giống như là mẹ quá con coi vậy đó. Chị này ở có một mình để mà nuôi con là chồng mới mất năm. Thì khi mà cái nghe cái là cậu bé này bị xe tông gãy cái chân nè thì người mẹ đau lòng lắm, có người ta có đứa con mà người ta đau, cho nên cái chị này chị gào thét chị khóc lên, chị gào thét chị khóc và chị chửi cái ông mà lái xe, cái thanh niên lái xe, cái chàng trai nè, chị chửi chị gủa mà không tiếc lợi chứ, tại sao mình lái xe ẩu mà để đụng con của chị mà tới gãy cái chân. Lúc này là hoang mang là sợ cắt cái chân con mình đồ đó, cho nên là quá trời chửi luôn, khủng khiếp, quạo mà nóng mà lái xe con mắt để trên chân mày hay gì mà lái xe mà đụng con tôi với vậy. Trời ơi trời, bắt đầu là tóc giống như vừa đem đi bệnh viện mà vừa chửi, vừa đem đi chửi mà la quá trời. Thì khi vô bệnh viện á quý vị, thì may mắn một cái là các bác sĩ này là nhiệt tình là cứu chữa cho cái cậu bé này, cho nên là chỉ có là giống như là phẫu thuật đó, là băng bột nãy kia đồ lại hết, thì cậu bé này may mắn là không có bị là cắt mỏi cái chân đó, còn giữ cái chân được. Nhưng mà một thời gian nhớ nằm bệnh viện nằm hoài đó, thì cái chàng trai này nè là thấy giống như là mình là cái người gây ra lỗi, là cậu bé này mới bị gãy cái chân, cho nên là cậu cứ tới lui ngoài việc mà đóng tiền viện phí để lo tất cả cái thuốc men cho cậu bé này á, chi phí á. Thì á chàng trai này cũng hả thỉnh thoảng mua đồ chơi, mua cái nãy kia đặng mà đem lại cho cậu bé này chơi cho quên cái đau nhức đó. Thì hàng ngày cái chàng trai này đều đi làm về ghé qua mua đồ cho cậu bé cho ăn rồi cho mẹ cậu bé này chơi, giống như mình là người có lỗi, mình phải chăm sóc mẹ con, mẹ quá con coi của người ta trong bệnh viện gì, mình là người gây ra tai nạn cho người ta, cho nên cậu này cứ đi tới đi lui đi tới lui để mà lo hoài luôn vậy đó. Thì một thời gian cậu bé này là coi như cái vết thương nó cũng được lành, nó lành thì cậu cũng đi được nhưng mà lắc nhắc chứ không có đi bình thường. Bác sĩ nói có thể một thời gian sau thì gán tập thì cậu sẽ mới trở lại bình thường, tại con nít á nó cũng nhanh trở lại lắm, nó nhanh cái xương liền xương á đó. Thì khi mà xuất viện về nhà, thì khi về nhà đó thì cái chàng thanh niên này cũng vậy, hằng ngày cũng là tranh thủ tới lui để mà phụ giúp cái người mà phụ nữ mà bị mất chồng đó, là giống như con á cái gãy cái chân á thì phải chăm sóc, cho nên anh chàng này đi tới lui lo lắng và tập đi cho cậu bé này để chuộc lỗi cho cậu bé nó biết đi. Lại tập đi hàng ngày, cái người mẹ này cũng không có nói gì, nhưng mà người mẹ này lúc nào cũng ngậm 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 không nói chuyện tới cái chàng trai này, lúc nào cũng nhìn cái chàng trai này với cặp mắt là oán hận, tại sao mà đụng con tôi gãy cái chân, rất là hận trong lòng luôn đó. Nhưng mà muốn chăm sóc, muốn lo viện phí gì thì phải lo hết, nhưng mà cái người này rất là bực, làm cho con người ta phải là coi như là xém chút là tàn phế rồi, ghét lắm. Thì chàng trai này hàng ngày tới chăm sóc tới nỗi mà cái cậu bé này là đi là lành lặn luôn, đi bình thường luôn à. Đó thì cái chàng trai lúc này mới thấy ổn thỏa rồi, giống như là suy nghĩ trong lòng là cái chị này chị quạo, chị cứ nhìn như mình với cặp mắt là hận thù hoài, thế đừng muốn chửi mình hoài, cho nên chàng trai cũng đôi lần suy nghĩ là thôi chắc là mình nói với chị ấy là tổng chi phí hay là phải bồi thường gì bao nhiêu đó mình chi trả một lần rồi rồi mình cắt đứt liên hệ, mình không có tới lui nữa. Nhưng mà nghĩ thương lại là cậu bé này nó không có cha, mà còn thêm mà nó phải tập đi như vậy rất là tội nghiệp, cho nên cái anh chàng trai này thấy vậy cứ đi tới lui để lo cho cậu bé này là đi được. Thì khi đi được cái anh chàng này anh mới nói là hôm nay là con đi được rồi, con khỏe lại rồi, thì thôi chú xin phép con với mẹ con là chú sẽ ít lại đây, chú không có lại đây nữa không chừng, hoặc là ít ít khi lúc nào chú rảnh chú sẽ ghé qua chứ không có ghé thường xuyên như bây giờ nữa nghe con. Thì bé này lúc này nó mến này, con nít mà một thời gian 5 7 tháng cả năm thì nó đã mến tay mến chân rồi, nó thương cái chú này rồi. Xong nó nói chú ơi sao mà chú không ở đây luôn, mà chú đi đâu, chú tính đi đâu, sao chú không ở đây với con luôn để mà tập cho nó. Con nít nó dấn tình thương của cha rồi, cho nên gặp chú này lo lắng thì nó coi như cha nó rồi đó. Nó nói chú ơi chú ở đây chú lo cho con đi, chú đi đâu ai tập cho con đi. Thì cái chàng trai này nghe nói thì cũng động lòng,
Ông nói ừ thì thôi chú sẽ tới lui chơi với con. Đó, bây giờ con gắng biết đi ha, con gắng tập cho đi dữ ha. Rồi chú dẫn con đi ra biển chơi, đi ra biển đi với cát rồi đó, để cho con tập đi rồi ha. Rồi cho con nhanh thoải mái tiếp xúc với bên ngoài. Đó, thì nói cái là trong tuần hai tuần cái là anh chàng này mới là dẫn là bé này nè, cậu bé này nè, đi ra ngoài bãi biển để mà tắm biển rồi đi dạo trên biển rồi chơi đó quý vị. Thì thằng bé này đi đương nhiên nó mẹ nó cũng đi theo rồi. Hả? Lúc này mẹ đi theo rồi cái anh chàng này với cậu bé đi theo đi ra biển thì thấy thằng bé đó nó chạy trên bãi biển á, nó chạy lăn xăng nó đi được rồi nó chạy được luôn. Lúc này người mẹ vui quá, người mẹ thấy con mà nó tung tăng nó chạy vậy cái bà cười, bà khoái là nghe người mẹ này khoái cười. Cái chàng trai đó đã thấy thằng nhỏ chạy cũng cười, hai người cười vui giơ tay cười vui, cái vô tình hai người tự nhiên cười vui thoải mái quá, cười vui trong sự sung sướng của con mình nó đi được, nó chạy nhảy ở dưới bãi biển được. Thì hai người vô tình cười vui cái nhìn lại, cái hai người tự nhiên nhìn vô ánh mắt nhìn nhau. Lúc này ánh mắt nhìn nhau cái tự nhiên cái trong cái đôi mắt của hai người này nó có một cái tia hạnh phúc, có một cái tia sung sướng hạnh phúc, một cái tia là hạnh phúc chung vì con mình nó biết nó đã được khỏe mạnh, nó đã chạy nhảy bình thường. Người mẹ rất là vui và cái người kia cũng cảm thấy là mình là đã lo lắng, là không có còn thấy tội lỗi khi mà làm một đứa bé bị gãy chân á thì cũng hạnh phúc. Nhưng mà không biết cái tình thương giữa hai người này nó đã giống như là người ta nói là lửa gần gơm lâu ngày cũng cháy. Mặc dù hai người rất là nghịch với nhau, chị này chửi anh này thường xuyên, quạo dụ con á, nhưng mà không biết trong lòng chị này nó thấm đâu từ lúc nào á. Khi mà hai người nhìn nhau dưới bãi biển á thì lúc này ở dưới biển thì tiếng sóng vỗ rì rào, ở trên thì gió vi vu đó, mà hai người ngồi đó thì nhìn với nhau, nhìn thấy đứa trẻ nó chạy tung tăng, hai người nhìn nhau cười âu yếm với nhau, cười kiểu mà cười 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 thỏa mãn với nhau về cái niềm vui chung á đó. Cho nên là lúc này là bắt đầu tự nhiên cái mắc cỡ, hai người nhìn nhau cái tự nhiên mắc cỡ ra, cái nhìn ra chỗ khác thì hai người vô tình lại nhìn ngay chăng một cái viên sỏi quý vị, một cái viên sỏi nó lấp lánh như với viên kim cương vậy đó, nó lấp lánh là gần đó là một viên sỏi nó to to lấp lánh vậy nè. Thì chị này chị mắc cỡ quá đi, chồng mất rồi cũng năm mấy 2 năm nay rồi, 2 năm gì rồi đó, lại bắt đầu là tự nhiên chị lấy cái tay chị lấy xuống cái viên sỏi mà chị nhìn thấy nó chớp nhoáng này nè. Đó, cái chị vừa chụp thì cái anh chàng kia anh cũng nhìn qua hai người sao nhìn thấy ngay cái viên sỏi không, chị này vừa chụp xuống cái viên sỏi mà chiếu á thì cái chàng trai cũng chụp qua, thì chụp vô viên sỏi thì vô tình chàng trai để lên cái tay cô nàng đó, là bắt đầu là hai người mới để yên. Gì là nó tiếp theo một cái tình tình nó xảy ra nữa quý vị, thì để yên gì nè, đó có một cái cảm giác gì giữa người nam và người nữ, tại vì cái anh chàng này cũng chưa có vợ và cái chị này thì chồng mất, cho nên là cái tình yêu nó nảy nở ra ngay khúc này không không hay luôn. Là ta nói là giống như là ghét của nào chờ cha của nấy, lúc đầu chị này chửi quá nhưng mà sau này tự nhiên tình yêu chị này xuất phát với anh này lúc nào không hay, từ cái ngày đi biển mới phát hiện là mình yêu anh này thiệt. Tại vì anh này chụp tay là chị để nguyên cho anh tàng chụp chai chụp chưa cái tay luôn không có rút ra. Cái thằng bé nó mới chạy lại nó mới nói mẹ ơi mẹ, nãy giờ mẹ với chú lụm được nhiều viên đá chưa, nhiều viên đá viên sỏi chưa, con được mấy viên rồi nè. Thì lúc này là hai người nhìn nhau là cái ánh mắt là cười cười một cách rất là vui vẻ và lạc quan lên, và cái câu chuyện thì tới đây thì quý vị biết là cái kết thúc rất là đẹp. Thì anh chàng này là về là cưới cô nàng luôn, cưới cô nàng làm vợ và coi cái cậu bé này giống như là đứa con của mình, thì một thời gian chăm sóc đã thương như con rồi, cho nên là thương cậu bé này. Và cô này cũng rất là được hạnh phúc về một người đàn ông tốt này, khi mà xảy ra tai nạn thì không có bỏ mặc. Nhưng người lại ơ tôi bồi thường rồi tôi bỏ mặc đó, ai lo tôi bồi thường nhiêu được rồi, là cái đó là dùng tiền để mà khỏa lấp cái nỗi đau chứ cũng không có phải là cái thân của mình là phải bỏ công sức hàng ngày tới chăm sóc người ta ngoài việc và chịu chi phí cũng phải chăm sóc cái tinh thần cho người ta như vậy nữa. Thì cái đó là cũng rất là biểu dương cho chàng trai này, cho nên là cuối cùng là họ đã đến được với nhau là thành vợ chồng để chăm sóc cậu bé này luôn. Thì đây là một cái mẫu chuyện cũng thấy nó cũng rất là hay, giống như từ đầu mà cự cãi mà chửi với nhau tan tành hết trơn mà cuối cùng vẫn thành vợ chồng và yêu thương nhau với một cái gì đó, một cái niềm hạnh phúc nho nhỏ nó len lén ở trên cái bãi biển như vậy cũng rất là lãng mạn ha quý vị ha. Thì em cảm ơn quý vị đã ngồi lắng nghe cái mẫu chuyện của Tấm Cúc kể nãy giờ, hai mẫu chuyện. Em rất vui vì được đại gia đình Bình Luân cổ vũ ủng hộ cho em. Em rất mong quý vị còn những mẫu chuyện vui thì gửi về cho kênh của Tấm Cúc qua địa chỉ email nguyễnkimcúc19181@gmail.com nha quý vị.
Còn gửi qua số phone thì gửi qua tin nhắn hay gì đó thì 0979 789 800. Em cảm ơn đại gia đình mình rất là nhiều. Xin chúc sức khỏe và chào quý vị. Hẹn gặp lại cái clip của ngày mai nha quý vị. Em cảm ơn rất là nhiều. Em xin nói ai ạ?